Xin chào mọi người, lâu rồi mình chưa có làm clip về vườn mình. Hôm nay hoa nó cũng nở khá là nhiều nên mình quay cùng mọi người. Đây là một dòng hạt của Nguyệt Liên. Cái này nó hơi úp như vậy này, nhưng mà mình bẻ ra cho mọi người xem. Chứ thằng này nó bị một điều là nó hơi bị chậm nở. Đây là dòng lai của mình, dòng Linh 4. Cái dòng này thì mọi người thấy thực sự là rất là dễ nụ luôn. Dòng này cực kỳ dễ nụ. Mọi người thấy không? Này là dòng Linh 4, rất là dễ nụ. Đây là dòng EOL. EOL mọi người xem này, cũng rất là dễ nụ này, rất là dễ hoa. Mọi người trồng thì đảm bảo là sẽ ngắm được hoa thôi. Nụ không à? Mình cái quá trình mình lọc nó cũng rất là cầu kỳ một tí mọi người. Cái này là hoa nó tàn một đợt rồi nó đang lên lại đây này. Bông EOL nó sẽ như này này. Nó làm một lần hoa đó mọi người, nó bắt đầu làm quả đó. Đây là hồ hoa súng của mình. Đây là những cái hồ hoa súng của mình. Đây là cây hoa súng lai của mình năm nay. Rất là to nha mọi người. Màu rất là đẹp, to. Cây này là cây Linh, Linh G, Linh G á. Rất là nhiều nụ. Mình đang nhân giống ra. Cái thằng này nó mới có một cây thôi mọi người. Cái dòng này mình lai được mới có cây à, đang nhân giống ra chứ không hạn bán được một cây như vậy. Đây là hồ ươm hoa súng. Đây là cây Big Red. Cây Big Red cũng là dòng lai của mình luôn, cây lai của mình luôn, cực kỳ to nha mọi người. Mình cũng đang cố nhân sinh sản vô tính ra đây, là nó sẽ đẻ những cây con ra đây này. Chứ hàng từ hạt á, đây nó đậu quả này. Nó sẽ khác cây mẹ nha mọi người. Nó sẽ khác cây mẹ, có thể là đẹp như cây mẹ, hoặc là đẹp hơn, hoặc là xấu hơn, mà đa số là xấu hơn. Mọi người thấy không? Một cây hoa rất là khó. Cây hoa này rất bông rất là to này. Gen nó tốt nên phải giữ lại để làm giống. Như một cục lửa vậy. Đây là nở ngày thứ 3 mọi người. Đây là khu vực mình làm hoa thì mình hay quay cho mọi người rồi. Và sẽ phải có lưới. Nhưng cái chỗ kia thì mình không có lưới, này phải có lưới. Để thụ phấn cho nó. Những cái hoa đây thì chưa đẹp lắm, không đẹp bằng hai cây kia. Nhưng mà hai cây kia bỏ vào đây thì lại hơi bé nên thôi. Đây hoa súng. À đây hoa sen. Hoa sen thì mình đang có dòng này có củ nha mọi người. Dòng LS. LS này thì khá là lắm hoa. Nó rất là dễ hoa mọi người. Này chậu 20 mọi người. 23 cm. Đang có hoa, đang có củ dòng này. Nó ra mấy đợt hoa rồi á, mà nay do cái chậu bé. Do cái chậu bé này 23 cm nên nó sẽ làm củ. Mọi người ở nhà trồng nhiều, trồng ở cái chậu lớn á thì nó sẽ cho hoa đều hơn. Còn như cái dòng bông tuyết này mình cũng đang có củ nha mọi người. Dòng mini bông tuyết này. Dòng mini bông tuyết này rất là dễ hoa nha mọi người. Chứ không phải là kiểu mini nhật đẹo đâu. Dòng bông tuyết này rất là dễ hoa. Dòng LS này rất là dễ hoa luôn. Đây là khu vực mình ươm hoa súng. Ươm hoa súng lai. Sen thì đây. Sen thì sẽ trồng vào chậu nhỏ để cho nó dễ có củ. Nếu có củ thì mới bán được. Chứ thường trồng vào những cái chậu to á, nó sẽ không có, nó cứ làm hoa liên tục vậy nên bắt đầu sẽ không có củ. Này
hay dòng bông tuyết nha mọi người, rất là dễ hoa này. Thậm chí chưa có la đứng nào nó đã có hoa rồi. Nhưng mà cái này làm cũ nên là như vậy, nó sẽ chỉ lèo phèo như vậy thôi, nó sẽ làm cũ ở dưới. Còn đây là những cây sen lai của mình. Sen lai của mình từ hạt nha mọi người. À, mình sẽ trồng từ hạt rồi mình sẽ lọc ra. Này là những cái chậu trên chậu 20 nhé, chậu 23 cm là xây 10 á. Thì những cái cây hoa, những cây sen á này, những cây sen ra được trên cái chậu nhỏ á, thì khi mà bán ra thị trường á thì nó sẽ ra, nó dễ dàng ra được ở trên những chậu to. Các bạn thấy này, nụ này, đây là C10 nhé. Tại vì sen từ hạt thì mỗi cây một mặt hết, mỗi cây một mặt, nó không nhiều cây nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái khả năng của nó ra hoa sẽ khác nhau. Chẳng hạn như đây, như này ra 3 nụ này, này ra 2 nụ này. Mặt nó đã khác rồi, cái khả năng ra hoa nó khác nhau nữa. Nên có những cái loại sen mà mọi người trồng mấy năm trời nó không ra hoa, mà có loại sen thì chỉ cần vừa rúi xuống bùn là nó ra hoa rồi. Thì đây là cái khu vực mình làm hạ, làm giống, mình lọc rất là kỹ mọi người. Sẽ ươm chúng ở trên cái chậu C10, bắt đầu có ra hoa. Ra hoa bắt đầu kiểm tra cái mặt của nó. Kiểm tra cái mặt hoa đẹp hay không, bền hay không, dễ hoa không mọi người. Như cái chậu bé vậy này, nó vừa lên được mấy lá đã có 2 nụ này. Không phải cây nào cũng có hoa mọi người nhé. Ở đây nó tầm khoảng mấy trăm chậu á, nhưng mà có nụ không nhiều. Khoảng 300 chậu thì nó được khoảng 50 chậu có nụ thôi. Thì những cái kia có thể là nó đẹp, nhưng mà cái khả năng ra hoa nó không có. Khả năng ra hoa ở đó kém hơn so với những cái này, thì mình sẽ ưu tiên những cái dễ hoa trước. Đây, những cái dễ hoa mặt đẹp nữa thì tuyệt. Đây, thấy không? Nụ này, chậu này, chậu C10 đấy. Một găng tay này này. Thì tất nhiên là đa số mọi người trồng sen sẽ có cái chậu to hơn như vậy. Nên khi mà họ mua giống về trồng á, sẽ rất là dễ hoa cho mọi người. À, cái này 2 nụ này, này xanh xanh này. Này, mọi người thấy không? Rất là dễ hoa. Rất là dễ nụ. Và khi nó đẹp mặt thì mình sẽ quay clip lên cho mọi người cùng thưởng thức. Đây. Này. Này. Rất là dễ. Này là được chọn lọc từ những cái hạt, từ những cái cây mà dễ hoa của vườn mình nha mọi người. Nếu mọi người biết toàn thì mọi người sẽ biết là mình hay lai tạo những cái giống sen và giống hoa súng mới. Đó, thì mình sẽ lọc riêng ra. Đây, bạn này cũng đang ra nụ rồi nè. Không phải chậu nào nó cũng ra hoa đâu mọi người. Có những chậu nó sẽ đa số là không ra. À, những cái chậu ra được thì coi như là xuất sắc. Nè, 2 nụ này. Ra được hoa là coi như là xuất sắc. Rồi bắt đầu xét đến mặt đẹp. Cái với mình thì đầu tiên là phải ra được hoa đã. Sen là phải khỏe mạnh, ra được hoa thì mới xét đến tiếp đẹp hay không. Đẹp thì cho vào sản xuất, còn không đẹp thì thôi, thả ruộng, thả hồ vậy. Đây là những cái dòng sen đã có sẵn. Quá trời luôn, dòng sen đã có sẵn. Thì những dòng nào có dễ hoa thì mình sẽ sưu tầm về mình trồng và chia sẻ giống cho mọi người. Mọi người không thấy
không thấy nó ra hoa như những cái đầm, bởi vì là dòng này là dòng sen cảnh mọi người. Trồng một cái chậu bé, trồng chậu bé để lấy củ, chứ nếu mà nó cứ hoa liên tục á, trồng ra chậu to nó hoa liên tục á thì là sẽ không có củ. Nên mọi người thông cảm, đôi khi bảo là vườn em hoa sen xấu hoắc mà sao cứ đòi bán thì hoa nó xấu, hoa nó phải cằn thì nuôi có củ, còn nếu mà cứ hoa liên tục thì sẽ không có củ bán. Thành đây là những dòng rất là dễ hoa cho mọi người, trên cái chậu 20 đó, 23 cm đó, hoa nó cũng có. Thì mọi người về trồng ở trên những cái chậu lớn đó, thì hoa nó sẽ liên tục. Đây là một dòng lai của em này, dòng lai thì cho ra ngoài này thì này nụ này, để em đem ép nở cho mọi người. Con này hồng hồng khá là đẹp. Nó đây là sau khi ép nở đây, trợ nở đấy thì nó sẽ như vậy. Con này khá là bền hoa cho mọi người. Dòng này thì chưa có củ, tại vì nó cứ hoa riết vậy mà em chưa có tách ra nên nó chưa có củ. Dòng này cắt hoa được. Thì đây rất là nhiều chậu nha, rất là nhiều chậu sen, nhưng mà không phải chậu nào cũng ra được hoa, và mỗi chậu là một mặt khác nhau nha mọi người, mỗi chậu một mặt khác nhau, mỗi chậu là một dòng sen khác nhau, có thể là cánh đơn, cánh kép, cánh đơn, cánh kép đỏ trắng, đây là màu trắng này, ở đây là trắng chắc lên đây, nụ xanh và trắng này. Ở nhà thì mọi người đừng có hay bóp nụ nhé. Em quay clip cho mọi người nên em bóp thôi, chứ thường thì bóp như vậy là nó sẽ đôi khi nó bị động hoa đấy, bị động hoa nó sẽ bị lụi cái bông đấy, nên lụi cái bông đấy. Đây có một cái chậu trắng này, 3 nụ mọi người, vậy thôi, 1, 2, 3, đó, vậy là dễ hoa rồi, cực kỳ dễ hoa mọi người. Trên cái chậu 20 mà nó đã nụ như vậy rồi thì ra cái chậu to mọi người sẽ rất là dễ hoa. Này có 2 nụ này, 2 nụ này, sẽ lọc hoa, làm hoa mà có tâm thì nó cực kỳ khó mọi người. Không phải mặt đẹp là được đâu, mặt đẹp mà phải dễ hoa cho mọi người nữa, mặt đẹp mà phải dễ hoa nữa nhé. Chứ mặt đẹp mà một năm ra được 1-2 lần hoa là không được. Này, đây có rất nhiều chậu bị bỏ lại này, mọi người thấy không? Rất nhiều chậu bị bỏ lại do không ra hoa được trên chậu C10, không đặt tiêu chuẩn của nhà vườn này. Bắt đầu loại bỏ hết. Những cái chậu này là có ra được hoa này. Ra được hoa nên là giữ lại để chờ xem mặt. Cho nên cái kết quả ấy, mọi người, kết quả nó sẽ phản ánh cái khả năng lọc giống của mình. Như mọi người xem đây cái chậu của em nhé. Chậu này là làm cũ đấy, mà nó hoa này. Chậu này là 30 nha mọi người, chậu này 30. Hoa này. Trồng kiểu gì cũng có hoa đó, trồng kiểu gì cũng có hoa này. Chậu này các bạn này, trồng kiểu gì cũng có hoa. Chậu này các bạn này, tức là khi mà mình lai tạo giống là dòng linh 4, khi mà mình lai tạo giống đấy là mình đã quán triệt ngay lúc đầu rồi là phải dễ hoa. Là khi mà nó ra cây á, ra mình nhân giống rất là dễ hoa mọi người thấy không? Chứ không phải là trồng cả mấy năm trời không có hoa đâu mọi người. Đấy là do tâm nhà vườn á, người ta bán những dòng sen đẹp cho mọi người. Có thể là rẻ hơn một tí nhưng mà trồng vô ích lắm, vô ích, nó không có hoa. Đây mọi người thấy không? Này, một lá một hoa này. Đây, bé này các bạn này, cái nọ.
Mọi người phải ra cái chậu lớn như nó nha mọi người. Ra chậu lớn nó sen mới đẹp. Chậu bé chỉ để làm giống làm củ thôi. Đó. Chậu 30 mà hoa bình thường. Dòng này rất là dễ hoa. Nhờ đầu clip á, nó là cái dòng đầu clip á, rất là dễ hoa. Lọc ngay thì đầu. Một năm không có nhiều loại đâu mọi người. Một năm không ra được nhiều loại sen đâu. Chứ không phải là cứ thằng nào có hoa là ấy đâu, nó phải. Dòng này là dòng linh một đó mọi người ha. Dòng linh một em có giới thiệu cho mọi người rồi. Đã. Xanh tốt. Hết đợt này đến đợt khác nhá. Này, đang hoa này. Và những cái này nó đã làm hoa và nó đậu hạt này này. Cái này đậu hạt này. Nó phải liên tục như vậy. Thì những cái dòng như vậy này, củ rất là bé. Những dòng củ rất là bé, mọi người phải hiểu là nó phải lụi thì nó mới phải lụi thì mới có củ, mà củ càng to ấy, thì khả năng lụi càng lớn. Củ càng to nhá. Khả năng lụi càng lớn là khả năng hoa rất là ít. Đó mọi người xem. Bé này này, này trắng chắc luôn rồi. Chậu như vậy mà chậu như này mà 3 nụ rồi mọi người. Chậu 2C10 đó, một găng tay đó mà 3 nụ à. Thì khi mà mọi người trồng nó đầm ra chậu lớn thì nó sẽ cực kỳ dễ hoa. Thu hoa cũng được mà trồng cảnh cũng rất là dễ thương. Đó. Ha. Đây chậu. Ồ, có một găng tay thôi mà nó đã hai hoa rồi. Bé này cũng mấy nụ này. Hai nụ trước mắt là thấy hai nụ này. Hai nụ này. Này trắng này. Rất là dễ hoa. Còn chậu to mà chậu to có hoa là chuyện bình thường. Chậu bé có hoa thì mới rất là mới là xịt. Chậu bé có hoa mới là xịt nha mọi người. Đó. Đó. C10 mà ra hoa. Và năm nay cái tỷ lệ có hoa nhiều hơn năm ngoái. Năm nay tỷ lệ C10 có hoa nhiều hơn năm ngoái. Bởi vì mình lấy hạt từ những cái giống dễ hoa, từ những cái cây dễ hoa vườn á, giống như là mẹ nó ok thì con nó thì chắc cũng đỡ hơn một tí, kiểu vậy đấy. Mẹ nó dễ hoa thì con nó dễ hoa hơn một tí. Cây nó khỏe và ra hoa được trên chậu C10 là cực kỳ tốt. Năm nay ở chỗ này là có khoảng trên 50 chậu rồi. Trên 50 chậu C10 chỗ hoa. Thì xác định là sẽ có, nếu mà trời thương thì có tầm khoảng 10 mặt hoa đẹp. 10 mặt hoa đẹp cho năm sau. 10 mặt hoa đẹp cho năm sau. Như dòng bông tuyết này mọi người thấy không? Cái chậu rất là bé, nhìn lòi còi lắm. Nhưng mà nó vẫn ra được hoa. Thì khi mọi người trồng lên cái chậu lớn á, hoa rất là đẹp. Hoa rất là đẹp đấy mọi người. Cái dòng này không phải mình like đâu. Do một bà chị của Thái Bình like. Chậu bé ra hoa thì chậu lớn sẽ ra hoa rất đẹp. Đây là khu vực mình ra cây hoa súng lai mà. Thì nó hên xui mặt bụi lắm. Có mặt đẹp mặt xấu, mà đa số là mặt xấu. Đa số là mặt xấu. Mặt đẹp ít. Mỗi chậu một cây. Mỗi chậu một đứa. Hoặc như dòng này là trắng hàng Nga mọi người. Kép trắng hàng Nga thì nó như là bông tuyết thôi. Cũng như bông tuyết thôi, nhưng mà
Về cơ bản thì nó ở phép lai khác, nó cũng gần như bông tuyết vậy, nhưng mà kiểu như là cái người ta kêu dòng mới dòng cũ kiểu đấy, thì nó sẽ hơi khác một tí. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì cái dòng này thua bông tuyết, cái dòng trắng hàng Nga này thì nó thua bông tuyết, nó không sai hoa bằng bông tuyết đâu. Này mọi người xem này, đây là cái hoa mình like, mình đã xét duyệt ở cái chậu C10 nó ra hoa nhé. C10 ra hoa thì mình trồng ra an này, như nhà mọi người có điều kiện là mọi người sẽ trồng ra những cái chậu to như vậy đúng không? Mọi người hoa đếm nụ của mình 1 này, 2 này, này vừa tàn, 3 này, 3 nụ này, 4 này, 5 này, 6 này, ở dưới này, 7 này, 8 này, đây có nụ chết này, 9 này, nó bị động rễ, 10 này, nghe không? Khi mà mình làm giống ở trên cái chậu bé nó có hoa thì lên cái chậu lớn á, nó rất là dễ hoa và rất là đẹp cho mọi người. Và như cái dòng trắng này, dòng hoa cling, dòng này dòng trắng bán kép nha mọi người thấy. Lá rất là tốt, lá nó ok em nè. Mọi người thấy nụ này, nụ này. Đó, những cái chậu này là chậu mẫu. Mình đem nó ra để thử nghiệm khả năng ra hoa cho của cây đấy. Là rất là dễ nụ, cái dòng này dễ nụ thì nó sẽ đây nụ không ở hoa này, cũng lá cũng tốt. Dòng hoa linh này mình đánh giá rất là ok, bởi vì là màu nó cũng đẹp, màu trắng đẹp. Cái thứ hai là nó có mùi thơm, thằng này có mùi thơm trà rất là đặc biệt nhé, mùi thơm trà rất là đặc biệt, nó không hắc như là sen thường mà nó sẽ có mùi thơm trà. Này làm một chậu ở nhà, trước cửa nhà là phong thủy rất là đẹp luôn. Cái này có năng lượng bô vít rất là cao nha mọi người. Trong cái dòng kê cạnh là sen là có năng lượng bô vít rất là cao. Đó, nụ thế này. Trồng chậu thấp như vậy thì ok, nhưng mà mất công là phải tưới nha mọi người. Nó hay hết nước lắm. Đây là khu vực của mình làm hoa súng. Làm hoa súng là những bông này rất là đẹp rồi. Này đặc sắc này, màu vàng, vàng và trắng. À, vàng và đỏ. Nhưng mà mình đang cho vào chế độ ép cũ nên là hoa nó sẽ không đẹp. Này như bông này, bông này đỏ nhưng mà mọi người nhìn giống khao nhưng nó không phải khao đâu mọi người, nó sẽ đỏ đậm hơn. Đó thì khi vào chế độ ép cũ là dinh dưỡng nó sẽ bị nghèo đi. Mình sẽ làm bầu nó nhỏ lại và có thể cái khu nó sống á, cái khu nó ở rất chật hẹp đi để nó tạo ra những cái nó bị mất lá đi mọi người, nó bị mất lá đi, nó bị mất lá đi và nó sẽ tạo thành củ. Thì khi mà từ củ á, khả năng buôn bán quốc tế nó là dễ hơn một tí, bán quốc tế á, bởi vì cây thì không thể bán quốc tế được, cây thì không thể bán quốc tế được mà phải ép thành củ thì mới bán đi khu vực quốc tế được. Nên đây là những cái cây đẹp mà mình ép củ, không phải để bán quốc tế đâu, không phải để bán quốc tế mà là mình ép củ để nhân giống. Là chẳng hạn như là mình muốn nhân giống cây này thôi. Cây này là cúc chìm này, cực kỳ nhiều cánh này. Mình muốn nhân cái cây này lên thì là mình phải, một là phải trồng cho nó rẻ quạt, hay là trồng cho nó tự tách củ nha mọi người. Nó tự làm củ, tự làm củ, tự đẻ cái con á, thì như vậy mới có số lượng nhiều để cung cấp vào thị trường. Này ép củ, để vào cái chậu nhỏ và để vào cái khay nhỏ hơn là từ từ nó sẽ ngắn là tạo thành củ. Đây là những cái bầu ươm cây. Các bạn không? Lọc ngay từ đầu luôn là bắt đầu là nó rất là dễ hoa. Dễ hoa cho mọi người chơi.
chưa trồng cả mấy năm trời mà không có hoa, không bắt đầu rồi lại mang tiếng là sen mini Nhật các kiểu đấy, mà mọi người bị lừa thôi mọi người. Mọi người bị lừa thôi. Còn đây là em trồng thực tế tại vườn rất là nhiều như mọi người thấy đấy. Thì mọi người quan tâm thì mọi người ủng hộ. Đây là khu vực ươm sen này nè. Và đây là khu vực hoa súng. Hoa súng thì từ cây con này bắt đầu cho vào bầu, xong bắt đầu là sẽ bỏ những hồ này. Bỏ những hồ như vậy nó sẽ trổ mặt ra hoa. Sẽ trổ mặt hoa ra thì lúc đấy mới biết là đẹp hay xấu. Cái màu hoa như vậy này. Bắt đầu ok, rất là nhiều cánh. Đây. Này là trạng thái ép cũ á mọi người. Em này là trạng thái ép cũ nên là nó hơi xấu. Chứ thực tế cánh nó rất là nhiều và bông nó to. Em có khu vực này xem có cái cây hoa nào đẹp không? Này sắp lên hoa nè. À, đây có bông hoa rất là đẹp này. Cho mọi người xem. Hoa trắng khá là đẹp đúng không? Những bông đa sắc thì những bông đỏ hoặc là bông trắng thuần á thì nó có một cái, những bông đỏ hoặc là bông trắng hoặc là bông hồng thuần á là nó sẽ có cái màu sắc nó sẽ không đổi. Đây, những cái bông Big Red này màu sắc nó sẽ không đổi. Màu sắc nó sẽ không đổi, còn những cái bông mà nó ra sắc á, là nó sẽ mỗi ngày một mặt, mỗi bông hoa một mặt khác nhau. Nên mỗi cái nó có một hai riêng mọi người. Mỗi cái nó có một hai riêng. Đây là dòng Linh 1. Dòng Linh 1 em làm cũ. Mà nó cứ ra hoa vậy thì nó không có cũ mọi người. Nó không có lụi, nó không có cũ đâu. Nó cứ eo ọt vậy này. Chậu to thì ra nhiều hoa, mà chậu bé thì nó cũng ra hoa. Nó cứ eo ọt như vậy này. Nó cứ làm hoa vậy, bắt đầu nó không có cũ. Không có cũ thì không thể cung cấp ra thị trường được. Nên đôi khi là những cái bông hoa đẹp á, rất là khó ra thị trường. Tại vì không có cũ. Nó cứ hoa liên tục vậy thì lấy đâu mà có cũ. Nên những cái dòng mà mọi người thấy nó có nhiều cũ á, cụ kêu vừa cụ to đẹp ở trên mạng á, thì những dòng đấy rất là kém hoa. Những dòng đấy rất là kém hoa, cực kỳ kém hoa. Kém hoa thì mới có cũ, còn sai hoa là cụ kém. À, thì nay clip của em đến đây là hết. Chào mọi người nhé. Mọi người ủng hộ thì nhắn tin cho em.